Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nội dung thực binh và bế mạc cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2024. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, Đảng bộ, chính quyền xã Gia Vân, huyện Gia Viễn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, qua đó phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện Hoa Lư đang được gấp rút hoàn thiện, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức nội dung thực binh với đề mục Đồn Biên phòng Kim Sơn phối hợp với các lực lượng trong khu vực phòng thủ huyện, chiến đấu, ngăn chặn, tiêu hao, tiêu diệt lực lượng, phương tiện địch xâm nhập bờ biển và tiến hành bế mạc cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2024. Đến dự chỉ đạo, theo dõi diễn tập có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thuộc quân khu 3, một số học viện, nhà trường trong lực lượng Bộ đội Biên phòng. Với tình huống giả định, địch sử dụng lực lượng biệt kích, thám báo, phản động nội địa và các phương tiện kỹ thuật để trinh sát, nắm tình hình địa hình, lực lượng, phương tiện và bố trí trận địa phòng ngự của ta, sử dụng không quân, tên lửa hành trình từ các hạm đội, tàu hộ vệ tên lửa đánh phá các mục tiêu trong trận địa phòng ngự nhằm sát thương sinh lực, phá hủy công sự, phương tiện chiến đấu, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nghi binh, áp chế điện tử, gây nhiễu, phá hoại thông tin liên lạc của ta. Trước tình thế đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chiến đấu trong chiến trận khu vực phòng thủ huyện Kim Sơn tổ chức xây dựng cụm điểm tựa liên hoàn vững chắc tại cồn nổi, tăng cường quan sát, phát hiện địch, nắm chắc thời cơ nổ súng, chủ động đánh địch, tập trung hỏa lực kết hợp với hệ thống vật cản ngăn chặn sát thương tiêu diệt địch, kiên quyết bám trụ giữ vững từng công sự chiến hào, tích cực phản kích địch đột nhập, kiên quyết giữ vững trận địa, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn lực lượng địch. Sau 2 ngày, cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2024 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thành công tốt đẹp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí và trang bị kỹ thuật. Trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến, thực hiện đúng trình tự các bước trong công tác tổ chức chuẩn bị tác chiến, lựa chọn những vấn đề nội dung quan trọng để thực hành diễn tập, trong từng hội nghị đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các vai tập đã thực hiện đúng cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia phát biểu, đề xuất các nội dung, biện pháp phù hợp, bảo đảm đúng nguyên tắc và thời gian. Vận dụng linh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc cơ chế lãnh đạo chỉ đạo theo điều lệ công tác tham mưu tác chiến của Bộ Quốc phòng. Trong giai đoạn thực hành tác chiến đã tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình, nắm chắc thời cơ, hạ quyết tâm xử trí tình huống đúng nguyên tắc, kịp thời báo cáo cấp trên và giao nhiệm vụ cho các đơn vị cấp dưới, chủ động trong mọi tình huống để giành thắng lợi. Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong huấn luyện, tổ chức và tham gia diễn tập, đặc biệt là đảm bảo an toàn trong quá trình huấn luyện diễn tập. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kết hợp vận dụng linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn, tích cực đổi mới phương pháp hình thức diễn tập, đi sâu vào thực hành xử trí các tình huống, nghiên cứu hoàn chỉnh, bổ sung những vấn đề còn thiếu và khắc phục những điểm còn tồn tại để làm tốt hơn công tác huấn luyện hàng năm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới biển của tỉnh. Đối với các đơn vị tham quan cần tiếp thu, rút kinh nghiệm, nghiên cứu nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch và các loại đối tượng, chức năng nhiệm vụ, địa bàn, đặc điểm tác chiến của Bộ đội Biên phòng để chuẩn bị văn kiện trong tổ chức diễn tập và tham gia diễn tập của đơn vị mình trong thời gian tới đạt kết quả cao, sát tình hình thực tiễn. Kết thúc diễn tập, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức khai mạc tập huấn tham mưu tác chiến năm 2024. Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự phát biểu chỉ đạo khai mạc tập huấn.
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến quốc phòng an ninh Việt Nam, các vấn đề về chiến tranh, tác chiến, phòng thủ trong tình hình mới, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và một số nội dung khác, góp phần nâng cao khả năng, trình độ công tác tham mưu tác chiến cho người chỉ huy và cơ quan các cấp trong tổ chức, chuẩn bị và thực hành tác chiến, làm cơ sở để vận dụng vào trong huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ. Phát biểu khai mạc tập huấn, Đại tá Đinh Công Thanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, những chuyên đề tập huấn sẽ làm cơ sở cho các cơ quan đơn vị vận dụng trong nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí các tình huống về quốc phòng an ninh, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng chí Chỉ huy trưởng yêu cầu ban tổ chức lớp tập huấn duy trì nghiêm thời gian, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch. Các đồng chí báo cáo viên tập trung giới thiệu đầy đủ nội dung, đảm bảo cung cấp những thông tin mới nhất, sát thực tế. Mỗi cán bộ tham gia tập huấn cần nắm chắc nội dung, vận dụng phù hợp vào quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Trong những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Tam Điệp được triển khai đồng bộ gắn với thực hiện các nhiệm vụ đã được giao và ngày càng đi vào thực chất. Những điển hình tiên tiến được biểu dương, nhân rộng, lan tỏa đã có tác dụng động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Hàng năm, Đảng bộ Quân sự thành phố Tam Điệp đã gắn thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng vũ trang, nhất là ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Hàng năm thì Đảng ủy Quân sự thành phố cũng đã cụ thể hóa thành nghị quyết, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và phát huy cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy và người chỉ huy trong tổ chức thực hiện và duy trì cái nền nếp hoạt động thi đua, tổ chức phát động, đăng ký, giao ước thi đua, nhận xét, đánh giá, thông báo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ. Và bên cạnh đó thì công tác xây dựng điển hình tiên tiến cũng đã được tiến hành thường xuyên để nhằm tạo cái sức lan tỏa sâu rộng trong toàn đơn vị và trong toàn lực lượng vũ trang. Trong giai đoạn 2019-2024, lực lượng vũ trang thành phố đã phát động 6 phong trào thi đua, 27 đợt thi đua đột kích cao điểm. Đáng chú ý, phong trào thi đua huấn luyện, diễn tập, hội thi hội thao diễn ra sôi nổi, thường xuyên, liên tục. Các cơ quan, đơn vị tập trung đột phá vào đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện. Hàng năm qua kiểm tra đánh giá chất lượng 100% khoa mục cá nhân đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá giỏi. Trong những năm qua, công tác huấn luyện được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đến các đơn vị, xã, phường, cơ quan tổ chức, lực lượng dân quân tự vệ, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện, tích cực nghiên cứu, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng. Trước khi tổ chức diễn tập thì cấp ủy chính quyền rồi đơn vị đã tổ chức quán triệt, chấp hành các quy định, chỉ thị, đặc biệt trong khi mà tổ chức sử dụng đạn hơi, thuốc nổ thì quán triệt các công tác bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi diễn tập. Hưởng ứng phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị cơ sở đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao. Trong 5 năm qua đã huy động được hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, giúp các xã phường thực hiện các tiêu chí. Chúng tôi đã phát động lực lượng nhân quân phối kết hợp cùng hai đơn vị quân đội là Trung đoàn 140, Quân đoàn 12 và Tiểu đoàn 702 ra quân phát quang khơi thông dòng chảy với khối lượng rất lớn đất, đá và cành cây để đảm bảo vệ sinh môi trường và chỉnh trang lại các cái bồn hoa, gốc cây, quét bụi, quét ve. Hiệu quả trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thành phố Tam Điệp đã trở thành động lực tinh thần, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn lực lượng, góp phần để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô vừa tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Đây là đơn vị được huyện Yên Mô chọn làm điểm để tổ chức ngày hội. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 79 năm vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Trong đó, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được xã Khánh Thượng triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, mang lại những hiệu quả thiết thực. Lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu tuyên truyền, duy trì và phát triển 8 phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó góp phần quan trọng nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và thanh thiếu niên hư, chủ động phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được khen thưởng. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Gia Vân, huyện Gia Viễn đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế và tiềm năng, lợi thế của địa phương. Đến nay, sản xuất nông nghiệp của xã có bước phát triển theo hướng hàng hóa, đã hình thành một cánh đồng mẫu lớn với diện tích 33 ha. Ngoài việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào gieo cấy, xã đã đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất, cấy lúa, chăm sóc đến thu hoạch, góp phần giải phóng sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Trước khi vào cái vụ sản xuất, hợp tác xã đã triển khai rất sớm về cái việc để cho bà con là lựa chọn những bộ giống và đồng thời cũng là cung ứng những cái một số loại giống có tiềm năng năng suất cao đưa cho bà con về để sản xuất canh tác thì trên các cái đồng ruộng của trong toàn hợp tác xã. Bên cạnh đó, Gia Vân cũng đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình cây trồng con nuôi mới cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Trịnh Đình Chính là một trong nhiều hộ lựa chọn phát triển và thành công với mô hình chăn nuôi tổng hợp theo hướng trang trại. Hiện nay gia đình nuôi trên 5.000 con gà thương phẩm, gà đẻ, 6 sào ao nuôi ba, hơn một mẫu nuôi ốc nhồi, cá trê, cá quả. Sản phẩm đều được các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thu mua để phục vụ khách du lịch. Ban đầu thì nó nhỏ lẻ thôi. Dần dần thì mỗi năm nó xây dựng thêm và hai nữa là làm thêm cơi nới, tức là xây dựng chuồng trại thêm. Thu nhập mà tổng trị giá trừ chi phí đi lợi nhuận thì năm khoảng 500-600 triệu. Cùng với sản xuất nông nghiệp, Gia Vân tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Địa phương hiện có 14 doanh nghiệp và 238 hộ đang hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Công ty về đây phát triển gần, thứ nhất là công việc rất là thuận lợi cho gia đình con cái, mà thu nhập thì lại rất là phù hợp cho công nhân của chúng tôi. Tất cả các chế độ ấy thì đều ưu tiên cho công nhân, thì bình thường của tôi làm được 7-8 triệu. Đặc biệt, với tiềm năng về phát triển du lịch, có khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, 7 di tích lịch sử văn hóa và 3 cụm cây di sản. Những năm qua, Gia Vân luôn xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu tiềm năng thế mạnh du lịch đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch. Với đa dạng các giải pháp trong phát triển kinh tế, đến nay tiêu chí thu nhập của Gia Vân đã cơ bản đạt so với quy định của xã nông thôn mới nâng cao. Địa phương phấn đấu cuối năm nay sẽ đạt 80 triệu đồng một người một năm. Khánh Thiện tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng với những con người quả cảm kiên cường. Vì thế, việc tuyên truyền giáo dục về lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, khởi dậy niềm tự hào luôn được địa phương quan tâm đẩy mạnh. Khánh Thiện từ xa xưa đã nổi tiếng là vùng đất có truyền thống yêu nước, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Sách lịch sử Đảng bộ xã Khánh Thiện có ghi vào thời kỳ mặt trận dân chủ Đông Dương 1936-1939, hòa chung với cuộc đấu tranh đòi dân sinh dân chủ trong cả nước, nhân dân Khánh Thiện đã hăng hái đứng lên đấu tranh, lấy ruộng phe, ruộng giáp chia cho dân cày. Đến ngày 11 tháng 9 năm 1947, chi bộ đảng đầu tiên ở Khánh Thiện được thành lập tại đền thôn 3. Từ đó, nơi đây trở thành cái nôi để phát triển phong trào cách mạng, xây dựng tổ chức, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống giặc ngoại xâm.
Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ xã Kinh Thiện. Chỉ có 4 đảng viên như vậy thôi đã xây dựng được cái cơ sở, một là phát triển đảng viên mới. Cái thứ hai ấy, là lãnh đạo nhân dân hoàn thành 2 trận càn năm 50 và năm 53 và đánh thắng Bút Xanh. Đánh thắng và chiến thắng Bút Xanh, góp vào cho chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thành công. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Khánh Thiện có 145 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, 12 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 204 thương bệnh binh, gần 400 cựu chiến binh. Mỗi tấc đất, địa danh nơi đây đều ghi đậm những chiến công lịch sử, biết bao máu xương đã đổ xuống. Nhưng người dân nơi đây vẫn một lòng sắc son theo Đảng, nuôi dưỡng bảo vệ cán bộ, bộ đội, góp phần kháng chiến thành công. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Khánh Thiện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương. Trải qua những năm tháng xây dựng xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Khánh Thiện đã cùng với quân và dân của huyện nhà, tỉnh nhà đã xây dựng các cái phong trào thi đua yêu nước, như trong các cái phong trào lao động sản xuất, lao động để góp sức người sức của cho tiền tuyến. Ghi nhận những đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, năm 2022 xã vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng năm vào những ngày tháng 8 lịch sử, xã đều tổ chức sinh hoạt truyền thống, kể chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng, đồng thời quan tâm tu bổ các di tích lịch sử, những địa chỉ đỏ, qua đó khơi dậy lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Con em được sinh ra trên quê hương mảnh đất Khánh Thiện, thì chúng em từ nhỏ cũng đã được giáo dục và bởi những cái buổi tuyên truyền đã biết về cái lịch sử hình thành về quê hương xã Khánh Thiện, cũng như là những cái lịch sử giàu truyền thống về văn hóa và cách mạng. Chính vì thế là chúng em đã được nuôi dưỡng từ nhỏ và có hun đúc lên được cái niềm tự hào. Và chính vì cái niềm tự hào như thế nên bản thân là chúng em, những đoàn viên thanh niên, những công dân của xã Khánh Thiện thì luôn muốn là dùng những cái sức của mình, những cái hành động của mình để thể hiện cái niềm tự hào của mình trong việc là xây dựng quê hương xã Khánh Thiện ngày một đổi mới, khang trang. Chúng tôi phát huy những cái truyền thống tốt đẹp đó tới thế hệ trẻ. Chúng tôi đóng góp những công sức rồi trí tuệ để làm sao đưa địa phương Khánh Thiện ngày càng phát triển trên con đường tiến tới cũng được tỉnh, huyện chọn là một trong những địa phương xây dựng đô thị loại 5. Quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, Khánh Thiện đã và đang viết tiếp những trang sử đầy tự hào của quê hương trong thời kỳ đổi mới. Thấu hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của đồng đội, những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện Nho Quan đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội với sự tham gia tích cực của hội viên và các nhà hảo tâm. Qua đó huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ cựu chiến binh sửa chữa, xây mới những ngôi nhà khang trang, vững chãi. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chính ở xã Xích Thổ không giấu nổi niềm vui mừng, xúc động khi chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ngôi nhà mới của gia đình sẽ được hoàn thành. Từ phong trào xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, Hội cựu chiến binh huyện Nho Quan đã quyên góp được 100 triệu đồng, tạo điều kiện để ông Chính quyết tâm xây dựng lại ngôi nhà khang trang với tổng kinh phí 650 triệu đồng. Qua những rột nát mà được bên trên đến là hỗ trợ và các đồng đội hỗ trợ cho là rất là phấn khởi, là rất là cảm ơn. Nên là bây giờ xây được ngôi nhà về là nó gần 100 mét vuông ạ. Và qua như thế là nó cao lên, bây giờ cái nền móng là nó cao hơn lần trước rồi, coi như không bị ngập lụt nữa, là rất là phấn khởi ạ. Về cái quỹ 2.000 đồng của hội viên đóng góp hàng năm để xây dựng cho các hội viên đặc biệt khó khăn, thì chúng tôi cảm nghĩ rằng là cái việc này đúng là thật là rất là ý nghĩa. Bởi vì nếu mà không có sự kích cầu, không có sự động viên của đồng chí đồng đội thì hội viên không thể phấn đấu được. Nên chính vì vậy là chúng tôi suy nghĩ rằng là việc làm là rất thiết thực mà cảm thấy rất đúng và trúng với đường lối chủ trương sách của Đảng và Nhà nước. Hoàn cảnh của cựu chiến binh Trần Văn Cao ở xã Văn Phú cũng rất khó khăn. Trở về cuộc sống đời thường với thương tật 51%, ông luôn nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng đội. Trong đó, từ số tiền 90 triệu đồng hỗ trợ của hội cùng nguồn vốn tự có, gia đình đã xây dựng lại ngôi nhà mới với tổng diện tích 95 m². Trước kia là nó cấp 4. Nó dột nát là coi như gia đình nó coi như là cư trú hàng năm là cứ phải chịu như vậy, là cái gánh chịu những cái bão lụt và thiên tai đầu sóng ngọn gió ở đây
Nói thực sự như vậy là gia đình tôi cũng rất vất vả về như vậy là về cái mùa bão lụt. Tôi cũng vì cái điều kiện như vậy mà được sự quan tâm như vậy của cấp trên là đến là gọi đầu tư kinh phí. Từ năm 2021 đến nay, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp quỹ 2.000 đồng trên một người một tháng để hỗ trợ cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở, với mức trung bình từ 80 đến 90 triệu đồng trên một nhà xây mới. Đến nay, từ nguồn quỹ này đã có 6 ngôi nhà được xây mới, 3 nhà được sửa chữa với tổng số tiền 560 triệu đồng. Qua rà soát, toàn hội còn 38 hộ gia đình cựu chiến binh cần được hỗ trợ sửa chữa và xây nhà mới. Hội viên chúng tôi có hơn 9.000 hội viên, cơ bản là tôi thu được 95% cái số 9.000 hội viên này. Đấy, rất đồng thuận là cao. Thì một số đồng chí là già yếu ốm đau theo quy định thì có đồng chí vẫn quyết tâm, vẫn ủng hộ. Có đồng chí ngoài cái quỹ 2.000 đồng, đồng chí bảo ủng hộ đến trên quỹ 2.000 đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm cũng như là các doanh nghiệp đóng góp vào để tham gia xóa nhà đổ nát cho hội viên cựu binh. Từ chủ trương đúng, mang tính nhân văn cao cả, sử dụng nguồn vốn công khai, minh bạch, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân, để rồi sẽ có thêm nhiều hơn nữa ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó tiếp sức cho các gia đình có chỗ ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Hội cựu chiến binh huyện Yên Mô vừa tổ chức liên hoan tiếng hát cựu chiến binh năm 2024 với chủ đề Hát mãi khúc quân hành. Tham gia liên hoan có 17 đội tuyển đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện với 35 tiết mục hát múa đặc sắc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống vẻ vang hào hùng, những chiến công oanh liệt của dân tộc, quân đội và nhân dân ta, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam, tình yêu quê hương đất nước và vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết một lòng của quân và dân ta, là dịp để các cựu chiến binh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, đồng thời khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi cán bộ hội viên. Thông qua liên hoan đánh giá thực chất phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở, từ đó có định hướng bồi dưỡng, phát triển và lựa chọn các tiết mục xuất sắc, dự thi liên hoan tiếng hát cựu chiến binh tỉnh trong thời gian tới. Tối qua tại nhà hát Phạm Thị Trân, các thí sinh cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm 2024 đã bước vào vòng chung kết phần thi tài năng. Phần thi tài năng năm nay được đánh giá khá phong phú, thể hiện ở nhiều lĩnh vực như hát, múa, nhảy hiện đại, biểu diễn võ thuật, vẽ tranh. Với sự chuẩn bị công phu chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, dàn dựng, các thí sinh đã mang lại một đêm thi bùng nổ với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhàng sâu lắng đến vui tươi sôi động, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với ban giám khảo và khán giả. Qua đó gửi gắm những thông điệp ý nghĩa, niềm tự hào về lịch sử văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, con người Ninh Bình thanh lịch mến khách, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những di sản quý giá, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Đây là một trong số những phần thi quan trọng của cuộc thi Người đẹp Hoa Lư, giúp các thí sinh có cơ hội giao lưu học hỏi, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp toàn diện cả về hình thể, tâm hồn, tài năng trí tuệ của những thiếu nữ vùng đất cố đô. Qua đó giúp ban tổ chức, ban giám khảo có sự đánh giá toàn diện hơn về các thí sinh. Điểm số của phần thi cũng sẽ góp phần vào việc lựa chọn các danh hiệu của cuộc thi Người đẹp Hoa Lư năm nay. Thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện Hoa Lư đang được gấp rút hoàn thiện. Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về cơ sở vật chất, ngành giáo dục huyện đang sẵn sàng chào đón năm học mới. Năm học 2024-2025, trường Mầm non Ninh Vân đón hơn 700 trẻ ở 26 nhóm lớp, học tập tại một khu trung tâm và một khu lẻ, nên công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường triển khai từ sớm. Tại các nhóm lớp, các cô giáo đã sáng tạo khu trải nghiệm, góc học tập, vui chơi theo từng chủ đề, đổi mới so với năm học trước. Với số lượng học sinh đông, sân trường rộng, có nhiều khu vui chơi, nên công tác cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang được nhà trường chú trọng để xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn cho trẻ. Các khu vực trải nghiệm và các góc vui chơi thì các giáo viên đã tích cực sáng tạo, sử dụng phương pháp ứng dụng STEM vào trang trí, cũng như là rất là sáng tạo trong các hoạt động và tận dụng các nguyên vật liệu tự nhiên. Chúng tôi đề cao cái yếu tố thân thiện với môi trường. Đây là năm nay chúng tôi sử dụng rất là nhiều các nguyên vật liệu tự nhiên, như là những cái vật liệu bìa cói, mây che đan và cây xanh để đảm bảo được cái thân thiện với môi trường.
năm nay là năm học thứ 5 các trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đối với khối lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ học sách giáo khoa mới. Vì thế chuẩn bị bước vào năm học mới, trường tiểu học Ninh An đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, trang bị, hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp. Hiện các phòng học và các phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị điều hòa, tivi, đáp ứng tốt việc học tập của học sinh. Chúng tôi đã được nhà trường phân công nhiệm vụ đối với từng giáo viên, và sau khi được phân công nhiệm vụ thì chúng tôi đã tập trung vào chỉnh trang cái cơ sở vật chất đối với nhà trường cũng như là từng lớp học để chuẩn bị có một cái môi trường học tập tốt nhất để đón các con vào học với một cái tâm thế là môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và hạnh phúc. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Hoa Lư có 33 đơn vị với 980 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trên 15.000 học sinh. Những năm qua, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học. Đội ngũ cán bộ, giáo viên được sắp xếp ổn định, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng. 100% các trường đã khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tích cực đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi cũng rất vinh dự là năm nay là một trong 6 trường của tỉnh để thí điểm cái tiết đọc thư viện theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Chúng tôi đã tổ chức các cái lớp tập huấn cho giáo viên cũng như là tập huấn bồi dưỡng sách giáo khoa và phân công nhiệm vụ rất là cụ thể cho từng thành viên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng chỉnh trang lại cơ sở vật chất, lau dọn bàn ghế rồi là dọn dẹp nhà trường để đảm bảo những cái gì tốt nhất cho các em học sinh khi đến trường. Phát huy phong trào thi đua xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, hạnh phúc, ngoài việc chuẩn bị về đội ngũ giáo viên, các nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về phòng học, trang thiết bị, đáp ứng với chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm tạo môi trường học tập lành mạnh, an toàn, sạch, đẹp và thân thiện, tạo thuận lợi cho việc học tập của con em địa phương. Thực hiện chủ trương xây dựng thành phố Ninh Bình sáng, xanh, sạch, đẹp, phường Ninh Khánh đã huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân cùng tham gia thực hiện dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Một tháng hai lần, phường Ninh Khánh tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường. Là địa bàn có nhiều khu dân cư chưa có người ở, cây cối, bụi rậm phát triển nhanh. Địa phương đã huy động nhân lực từ các tổ chức đoàn thể tham gia làm sạch các tuyến đường, tuyến phố. Mỗi một lần huy động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường thì ở cấp phường, thì chúng tôi lựa chọn các cái tuyến đường trục chính, các cái khu vực cần huy động sức người và máy móc để tập trung dọn vệ sinh môi trường. Thì đối với các đoàn thể thì chúng tôi cũng phân bổ cho cụ thể các đoàn thể là mỗi đoàn thể là từ 50 đến 100 người. Còn đối với mỗi tổ dân phố thì chúng tôi cũng huy động để phối hợp cùng với phường để tổ chức dọn, thì cũng huy động hàng trăm hộ dân phân bổ cho các tổ dân phố để tham gia cùng với phường để tập trung dọn dẹp ở trên các cái tuyến đường mà chúng tôi lựa chọn. Em Phạm Văn Thành là sinh viên đại học đang trong thời gian nghỉ hè tại phố Trung Thành. Khi được phố phường huy động nhân lực, em đã tích cực tham gia với mong muốn đóng góp công sức của mình để giữ gìn vệ sinh, môi trường sống. Là một đoàn viên thanh niên nên tôi cũng rất có ý thức về cái vấn đề dọn vệ sinh quanh khu phố của mình. Và tôi cũng luôn luôn phát động cho những người dân và người thân tôi sẽ luôn giữ gìn vệ sinh chung của quanh khu phố của mình và quanh phường của mình sao cho xanh và sạch đẹp nhất. Công tác vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh ở phường Ninh Khánh đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là khi có chỉ thị 16 ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình về công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Sau một năm triển khai thực hiện chỉ thị, người dân ở 16 tổ dân phố đều tham gia hưởng ứng, đạt được hiệu quả cao. Trước khi chưa thực hiện cái chỉ thị này thì hầu như là cây cối rồi là vỉa hè các thứ là còn nhiều vấn đề cần phải bàn, tức là nó gây cản trở và cũng như là rất là khó khăn trong cái việc là sinh hoạt cũng như là giao thông rồi là đảm bảo cái an toàn giao thông cũng như là trật tự đô thị đấy. Nhưng mà từ khi thực hiện giờ thì nó quang đãng, sạch sẽ mà người dân rất thoải mái.
Xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường là quá trình lâu dài, liên tục, bởi môi trường luôn có yếu tố tác động từ con người. Khi nhận thức, ý thức được nâng lên, các hoạt động của người dân đi vào nề nếp là yếu tố quan trọng để địa phương xây dựng môi trường sạch đẹp một cách bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Bình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.